chiều mẹ đến đón về nhá. Ừ, mẹ chào con. Loại thịt của gia súc gia cầm. Nhóm thứ ba đó là nhóm cung cấp chất đạm,
là bao gồm thủy sản, hải sản, và nhóm cuối cùng là nhóm cung cấp vitamin gồm các loại rau củ quả banana. Thôi phải, bà nói nhiều nữa thì thấy tôi lấy tiền mua ra mà cho con ăn. Ở nhà làm được mấy sào ruộng hết rồi, thủy hải sản thì tôi có tiền không có tiền cho ăn các bạn, tôi cứ cho ăn như tôi ở nhà là chuẩn nó mà đánh chuẩn nó là cứ thịt cũng cả là được đi. Túi đó cứ để bỏ tay đi ba luôn nặng nói cái này chứ là những kiểu nước đổ đâu vịt luôn. Trẻ con thì ăn hết mấy, làm thịt cầm rau chỉ là đủ. Mà hằng ngày thì mình cứ đổi món cho con để cho đa dạng phong phú là được. Thời gian không có đổi, ta được cứ cho ăn ở nhà, ông bà, chị, bố mẹ, chị cứ cho ăn được. Túi dư mà nắng mà nói để cho ba hiểu được hả? Dư mà nắng đấy là để nói cho ba hiểu được hả? Ơ, vừa mày có hai cố thôi. Nhờ hai cố lại giải thích cho mẹ hoài dùng mẹ. Mẹ nhờ hai cố. Cho bố hoài, cho mẹ hoài là về dinh dưỡng cho con mà mẹ hoài không nặng bắt được cái gì cả. Bây giờ như hai cô. Dạ. À, lúc này tới giờ thì cô bụng đảng em hai mẹ ban tán về vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ đấy. À, các mẹ ạ, hiện nay vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ được nhà trường và rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm đến. Vì vậy hôm nay cô sẽ nói rõ để hai mẹ cùng nghe nhé. Mời hai lần này cô lắng nghe nào. Hội thi giáo dưỡng sinh dưỡng trẻ thơ. Nhân tiện đấy thì cô mời hai